lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm. Ủa gì vậy? Theo lý thì mình sẽ làm tiếp giáo án mùa mới vì còn kha khá đội hình meta cho các bạn leo rank. Nhưng mà vì nghiện ngập Hustle và vì video này mãn nhãn quá nên là các bạn phải xem nó ngay đi. Xin chào các bạn, đây vẫn là series Chơi Cờ Với Nắng. Video trước là chơi Hustle đúng cách, chuẩn chỉ, đánh kỹ vào top leo rank. Còn video này là chơi Hustle Pro, kịch tính mãn nhãn với hai con tướng 5 vàng 3 sao. Thiếu tí may mắn nữa thôi là mình làm luôn 4 con 5 vàng 3 sao rồi chứ. Giờ thì các bạn kéo xuống ấn like cái video này ủng hộ mình, rồi chúng ta vào game luôn cho nóng nhé. Chọn luôn chiếc cổng dịch chuyển, tất cả nâng cấp đều là kim cương cho nó chiến. Đồ khởi đầu sau 3 rau quái của mình là một Neko nhỏ ở vòng 1.2, 4 tướng 2 tiền ở vòng 1.3 và có luôn 3 Hustle ở ngay vòng 1.4 với siêu sao Cassante Hustle đi kèm với Aphelios trong cửa hàng. Một mảnh găng là đồ duy nhất mình nhặt được, còn lại thì mình bán hết các tướng rơi ra để tích đủ 10 vàng lợi tức. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà đang có 3 Hustle sớm thì game cho luôn chiếc lõi quỹ phòng hộ. Hai chiếc lõi còn lại chỉ là người dưng ngược lối khi mà mình chọn ngay quỹ để tích tiền. Vừa hay là rau quái cho mình toàn tiền là tiền nên là bán hết tướng đi, chỉ để lại trên sân hai chết, kích mức 3 Hustle và tích luôn 40 vàng. Game thấy mình giàu nên là gây khó khăn cho mình gặp luôn một nhà level 5 ngay vòng này với chiếc lõi khuyến mãi kinh nghiệm đấm mình 5 chết. Up luôn level 4 vì không tích đủ 50 tiền để giữ thêm chút máu cũng như là tăng tỷ lệ xuất hiện các vị tướng Hustle còn lại. Tiếp tục gặp một nhà level 4 nhưng mà 5 chết, đấm mình cả 5 luôn. Afe đã rất là cố gắng để hạ gục đi Amumu nhưng mà bất thành. Cá săn tê vô cùng cống hiến khi mà ra đến 6 con. Mặc dù vậy thì mình cũng không hướng tới 3 sao vì tí nữa kiểu gì cũng phải đổi siêu sao mà. Đấy rồi, cuối cùng cũng gặp một nhà 4 chết có 1 sao để mình clear bớt đi một con. Mới có 3 round mà đã còn 78 máu rồi. Đau chứ, định nhặt Yone ở vòng đi chợ nhưng mà nghĩ lại nếu thế thì hơi tham nên là mình lấy về chiếc cung 2 tiền. Afe tức lên 2 sao, mình lắp cung xây cho nó luôn để giữ máu. Up level 5 chưa tích vội 60 tiền. May thế vẫn có một ông này chưa up 5, mình để thua nhà Disco kẹp đấu sĩ này 3 chết. Nổ chiếc thùng hớt đầu tiên với 43 số, mình nhận được một cây BF khá là ngon. Gặp một nhà toàn tanh là chính, đam của họ có lắc nhưng mà mất khá là nhiều thời gian để ra skill. Hai team combat với nhau đến phút chót qua cả bù giờ. Lắc bắn một cầu vòng tối thượng hạ gục Diafe team mình. Gửi lời cảm ơn tới ông này vì đã giúp mình giữ lại một chuỗi thua 5, còn 70 máu không thể đẹp hơn. Quá trời đồ rơi rào rau người đá do là mình đã thọt đồ trước đấy rồi. Hai giáp, một nước mắt, một cung và một đai là tất cả những gì mà mình nhặt được. Giáp gai và dây chuyền được lắp cho Cassante, diệt lắp nốt cho Afe để tiếp tục hành trình eco khi mà mới chỉ có 90 tiền. Chiến thắng đầu tiên của mình là trước nhà Pentakill mới chỉ toàn 1 sao mà cũng chưa lắp đồ luôn. 2.3 xuất hiện với lõi song sinh đáng sợ. Loại đầu tiên vì đánh Hustle mà chọn cái lõi này là cút. Trang bị Pandora cũng đẹp đấy nhưng mà sợ chọn xong nó ra đồ xấu thì lại phải đợi hơi mệt. Dù gì thì mình cũng lắp hết đồ rồi. Pháo đài bất hoại cũng không cần nốt vì đồ tanh như này là tặng ổn rồi. Roll cả 3 và thấy chiếc lõi giúp mình hồi được máu là đặt cả tính mạng dùm tạm được nên là mình chọn luôn. Vừa tích được 100 tiền xong thì giờ lại phải lên cấp luôn để tiếp tục đép. Tướng Hustle hơi yếu nên là dù 2 sao vẫn không thể thắng được bài đấu đồng quê Samira full 1 sao này. Bản sao Hustle được búp rồi nên là mọi người đừng quá lo lắng về độ uy tín của tổng hệ này nhé. 3.3 đối đầu với một nhà có combo lõi khuyến mãi và động lực nhưng mà nó lạ lắm. Tiền đi hết mà tướng thì cũng phèn nốt. Mình thắng ông này với 1 chết. Nhặt Viego cầm gậy ở vòng đi chợ cho nhiều tiền vì mình cũng chưa biết phải nhặt gì tiếp theo. Thắng thua Caro ở những round trước nên là chỉ nổ được 50 số sau khi mình đi chợ về. Và hai tướng 3 vàng là quà mà mình nhận được. Up level 7 giữ lại 100 tiền. Gặp luôn một ông có SG với sẵn 2 Neko ở kho đồ. Team mình thiếu đam để giành lấy chiến thắng mất rồi. Yone đã xuất hiện ở vòng 3.6, tuy nhiên là mình vẫn chưa muốn roll vì muốn lên cấp để tìm kiếm siêu sao khỏe hơn. Siêu sao Cassante cũng được thanh lý luôn ở vòng này, tiếp tục để thua nhà Kata đồng quê và còn lại 51 máu. Lõi công nghệ kim cương cuối cùng với cường hóa siêu công nghệ và trang bị đầy đủ đều ngon. Nhưng mà ngon nhất với mình chắc chắn là tuyển nhân sự giúp mình có thêm Neko để dễ dàng lên 5 vàng 2 sao bách lại nên là mình chọn nó luôn. Up thẳng level 9 với 50 vàng thừa. Roll một phát ra siêu sao Sona nhưng mà mình không có đồ cho nó nên là bỏ qua. Roll thêm phát nữa nó ra luôn Lucian siêu sao liên xạ. Con này dùng được nên là phải bắt vội để đép một round. Thay dần form bài với 5 Hustle để tiếp tục nghẹo vì mình đã có 5 vàng 2 sao rồi. Kinh nhé. Đối thủ với bộ bài Luck Carry roll cạn 8 nhưng mà chưa lên được Luck 3. Mình có lại được chiến thắng để tiếp tục giữ máu. Nổ 92 số ở round 4.3 giúp mình có thêm ít tiền và một găng.
tiếp tục roll để bắt tướng 2 sao, bán đi siêu sao Lucian để tiếp tục roll tìm siêu sao hệ nghẹo. Roll một phát ra siêu sao Ezreal nhưng mà lại là tay to mặt lớn, không phù hợp với tôn chỉ của mình. Tiếp tục roll thì Ezreal lên 2, xếp lên 2 và Kayn cũng xuất hiện. Neko Afe để đổi đồ cho Ezreal. Chiến thắng bài đấu Modern Pentakill của ông này do ông này chôn, lấy ân chủ của bụt nhưng mà lại chọn dao kèo hỏa ngục. Không lên 8 chấp luôn một đồ ánh sáng. Mình tiếp tục thắng để nghẹo tiếp. Đi chợ lấy thêm một BF để lắp kiếm súng cho Ezreal. Roll cạn tiền thì ra siêu sao Jihin tay to mặt lớn. Mình thanh lý bớt các tướng để mua. Vẫn là bài đấu Samira đồng quê ngắt chuỗi thắng của mình. Ông này vừa có loại đánh nhau vừa có nhiều đồ nên là mình không thể cản phá được. 4.6 may mắn mình gặp một ông chơi Hustle đang lì đòn lên 9. Bài toàn 1 sao nên là mình có lại được chiến thắng để giữ lại số máu ở mức an toàn 35 máu. Round chim trả cho mình thêm 2 mảnh đồ cùng với một ít tiền để roll tiếp. Sau một round suy nghĩ lại thì mình cần phải vào top hơn là đánh bại Hustle. Siêu sao Jihin được giữ lại và mình tiếp tục roll. Yorick 2 được update cùng với sự ra sân của Lucian và bạc để kích 2 ra. Bàn tay sẽ là đồ cho Jihin, còn ba tia cho tạm Lucian. Nhà Lilia lộ rõ điểm yếu khi lên cấp, nhưng hai tướng carry phụ là Akali và Ca thấp đều 1 sao. Mình đấm ông đến nguyên nhà với dàn Exodia 5 tiến 2 sao của mình luôn. 116 số nổ cho mình một cái bốc đồ on quá ngon. Yorick đáng thiếu đồ nữa chứ. Tiếp tục roll xuống còn 10 tiền thì mình bắt được Jihin thứ 5. Miss Fortune xuất hiện, mình thay vào chỗ của bạc để kích mốc 4 của tay to mặt lớn. Đối thủ form bài level 9 nhờ khuyến mãi và động lực. Mình tiến ông này lên bảng với cái top 8 luôn. Ra làm game mới vì dám chơi Exodia giống mình. Tiếp tục gặp một ông cũng dám chơi Exodia với hai con Lucian 2. Trang bị đầy đủ giúp ông này bổ sung khá lượng đồ thiếu hụt. Chỉ tiếc là ông này chưa có tanh, bài có nhiều mầm non nên là mình vẫn giành được chiến thắng để cháy lần đầu tiên trong trận đấu này. Lấy về ấn ra ở vòng đi chợ để búp thêm đam và tanh cho cả team. Chứ thật ra thì nhìn cái ấn Hustle kia cũng thèm lắm. Mãi đến vòng 5.5 mình mới tích lại đủ 40 tiền để hồi máu. Do có nhà vừa chết ở round trước nên round này mình lại tiếp tục gặp ông chơi Lilia 3. Ngoài việc update thêm cái Akali 2 thì không có gì khác biệt với lần gặp trước. Akali 3 thì chắc là giữ lại được cái mạng cho ông này chứ Akali 2 thì mình xin tiễn ông này về với cái top 5 luôn. Cút con mẹ. Top 4 đã có chủ quá sớm và dấu tích lần này chỉ thẳng vào nhà Samira Uvot đồng quê. Yorick team mình khá là xui khi mà random ra cánh tay kim cương nhưng mà vẫn chưa thể gọi được ma xương nằm số với lượng đam của Samira. Tuy nhiên vẫn còn đó Illaoi 2 sao 3 đồ tanh giúp cho nhạc trưởng Jihin có thể đặt được 6 cái ụ súng. Ezreal cứ ngỡ là cầm 3 đồ carry nhưng mà lại là chim mồi cho Jihin được bắn một cách thoải mái. Mình có lại được chiến thắng. Nổ luôn 195 số ở round rồng ngàn tuổi với khá tiền, cả một đồ hoàn chỉnh nữa. Mở luôn đồ ra thì mình lấy được mỗi cái cuồng đao cho Lucian. Rồng ngàn tuổi cho thêm một đồ và mình lấy về Sojin cho Jihin. Lên luôn level 10 cho Thresh vào sân kích hộ pháp để Yorick tự tin ra skill hơn. Đồng thời update để tiễn nốt cái ông đang đánh Exodia giống mình. Yorick random ra búa tiến công cùng với hộ pháp đã gọi được ma xương ra trận. Tank của mình thì vẫn cứ là cứng cáp để chống chịu sát thương từ Lucian và Sonati bạn. Vẫn cứ là câu chuyện ông này thiếu tank mặc dù rất là nhiều đồ. Tướng một sao thì vẫn cứ yếu yếu. Dàn tank của mình thỏa sức gây đam mà không hề bị đụng chạm. Tiến ông này với cái top 4 luôn. Tiếp tục roll thì lên được Lucian 2. Mình echo lại 40 tiền để tiếp tục hồi máu. Đối thủ cũng khá là mạnh với bộ bài Pentakill cùng cặp đôi song sát Karthus, Akali. Chỉ tiếc là bài đấu của mình mạnh hơn nên đối thủ không thể thắng được. Sau chấm 3 thì mình chỉ gặp bóng nhà Samira đồng quê nên dễ dàng chiến thắng. Nhặt về Yorick ở chợ để hy vọng là lên Yorick 3 sao. 57 tiền có được, mình roll xuống 10 tiền thì lên được 6 Illaoi và 6 Yorick. Vì bắt tướng đầy kệ nên Jihin không có khoảng trống để đặt súng và gây đam. Đồng thời ông Samira này cũng update thêm 3 sao. Mình để thua và còn lại 34 máu. Thua round vừa rồi đã giúp mình nổ 270 số với một đồ hoàn chỉnh cùng 25 tiền. Jihin cũng đã xuất hiện đến con thứ 6, bán dần đi Hustle để cho vào sân 5 tiền tía roll 3 sao. Tiếp tục để thua nhà Pentakill vì họ đã nhặt được ấn và lên được bốc 10 của Pentakill. Roll luôn ở round quái thì mình tiếp tục bắt được Kayn 2 sao cùng với Illaoi thứ 7. Đánh quái xong thì Illaoi thứ 8 xuất hiện. 50 tiền đang có, mình roll mạnh để tìm thêm tướng khác vì chắc chắn sẽ có 5 vàng 3 sao nhờ Neko còn thừa từ nãy giờ chưa dùng. Illaoi được update 3 sao đầu tiên mà không cần dùng đến Neko. Kayn ra thì có thứ 4 cùng với Lucian thứ 6, Jihin thứ 7. Gặp bóng nhà đồng quê thắng dễ dàng nên là mình tiếp tục tích lại 20 tiền. Round sau mình roll tiếp. Nhà đồng quê thì phải khuất phục trước sức mạnh của 10 Pentakill và dừng lại. Đánh quái xong thì Kayn thứ 5 tự ra, 25 vàng còn lại mình roll tiếp. Kayn quá là công hiến khi mà ra đi con thứ 8 nhờ tiền mình bán Yorick mà có.
Neko luôn cho nó lên 3 sao để trình làng. Chỉ tiếc là chưa kịp làm gì thì Illaoi đã đập hết sàn Pentakill team bạn. Mãi xếp bài và suy nghĩ vì quá sung sướng mà quên mất là mình đang có 8 Zihin và 8 Lucian. Quên luôn cả bán Illaoi đi để roll 2 con còn lại lên 3 sao. Lúc nhớ ra thì đã quá muộn, nên là mình chỉ dừng lại ở 2 tướng 5 vàng 3 sao cùng 8 Zihin và 8 Lucian thôi. Liệu có phải là do mình bán siêu sao Lucian từ đầu nên là nó dỗi không ra đúng không các bạn? Hơi tiếc nhưng mà không sao, mọi người vẫn thấy được sự cống hiến nên là vẫn sẽ like share ủng hộ mình đúng không? Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo cùng giáo án leo rank hoặc là Exodia nhé. Giờ thì chiêm ngưỡng nốt sức mạnh của cái 3 sao đi ạ.